Em xin chào tất cả các chị đẹp nha. Rất vui được gặp lại các chị đẹp trong một cái livestream tiếp theo để giới thiệu đến các chị đẹp một mã đồ bộ siêu hot của nhà em ngày hôm nay luôn. Đồ bộ ngày hôm nay em sale tại cái livestream này nha các chị đẹp nhá. Nhớ là em chỉ sale tại livestream này thôi. Còn ngoài cái livestream này thì bên em sẽ không có giá nha, không có giá này nha các chị đẹp nhá. Đầu tiên thì em sẽ xin giới thiệu đến các chị đẹp mã của em này là mã đồ bộ. Các chị em lên đơn hàng giúp em là đồ bộ cộng số điện thoại giúp em. Đó, mẫu của nhà em đang lên là màu xích đỏ nha các tình yêu nhá. Xích đỏ. Các tình yêu ơi, em đi đơn cho các tình yêu từ 2 bộ được chưa? Cứ 2 bộ là bên em lên đơn hàng thành công. Đó, không chọn họa tiết giúp em nhá. Tất cả các cái họa tiết trên hình là chúng mình sẽ chọn auto. Tức là bên mình cứ lên đơn giúp em là 2 bộ cộng số điện thoại là bên em lên đơn hàng thành công cho chúng mình được chưa? Mẫu em mặc là màu đỏ được chưa? Hoặc là bất kể một cái họa tiết gì phía sau, cứ 2 bộ là bên em đi đơn. 3 bộ, 4 bộ bên em đã đi đơn rồi. Và đặc biệt là những chị đẹp nào lấy 4 bộ bên em sẽ miễn phí vận chuyển cho các chị đẹp luôn. Và bây giờ thì em xin báo giá cho các chị đẹp một cái giá cực kỳ sốc này. Bộ đồ lụa ngày hôm nay của bên em có giá từ 250.000, em sale tại cái livestream này với giá 99.000 đồng một bộ được chưa? Một bộ chuẩn chỉ mẫu nhà em đang lên nha các chị đẹp nhá. Đó, chất liệu là chất liệu thun lạnh co giãn 4 chiều cho các chị đẹp luôn được chưa? Co giãn tuyệt đối cho mình luôn. Đó các chị đẹp ơi, 40 cân đến 70 cân em có size cho các chị đẹp chúng mình nha. 40 cân đến 70 cân em có size được chưa? S, M và L, và đặc biệt là mẫu nhà em là đang lên size S nha các bác nhá. Mẫu đang lên size S. Mình thích thì lên giúp em đơn hàng là 2 bộ cộng số điện thoại bên em đi đơn. Đó, tối thiểu là 2 bộ bên em mới đi đơn nha các bác nhá. 99.000 đồng một bộ đó, mẫu đang mặc là size S. Em có size S, size M, size L và size XL nha các chị yêu nha. 99.000 đồng một bộ, em đi đơn từ 2 bộ, lên đơn hàng giúp em là 2 bộ cộng số điện thoại giúp em nhá. Cứ 2 bộ cộng số điện thoại là bên em lên đơn hàng thành công được chưa? Mẫu đang cầm là họa tiết hoa tulip được chưa? Hoặc là mẫu đang mặc là xích đỏ. Đó, từng họa tiết phía sau em treo là các chị đẹp có thể nhìn thấy nha các chị đẹp nhá. Và lưu ý giúp em là mình không được chọn họa tiết. Cứ 2 bộ đi đơn, 2 bộ đi đơn bên em sẽ nhận auto 5 cái họa tiết này cho các tình yêu luôn. 2 bộ là bên em đi đơn, 4 bộ là bên em miễn toàn bộ phí vận chuyển cho các chị đẹp nhá. 99.000 đồng một bộ. Nhớ này, là phải để lại số điện thoại giúp em trên livestream. Để lại số điện thoại giúp em thì bên em mới lên đơn được nha. Không mất công mẫu đứng đây rất là xinh rồi, mình mải xem mà mình quên không để lại số điện thoại giúp em nhá. Phải để lại đúng số điện thoại là 2 bộ cộng số điện thoại, 3 bộ cộng số điện thoại là bên em lên đơn hàng thành công cho các chị đẹp luôn. Đó, 99.000 đồng một bộ giúp em nha các chị đẹp nhá. 99.000 đồng một bộ giúp em. Em đang livestream trực tiếp 4 máy, em không thể nào đọc tên hết được các chị đẹp chúng mình được chưa? 99.000 cứ lên giúp em kèm số điện thoại là bên em bắt đầu chốt đơn các chị đẹp nhá. Bây giờ em sẽ đọc qua một lượt các chị đẹp ơi, em có bỏ sót ai vì em like 4 máy, em bỏ sót tên ai thì cũng thông cảm giúp em được chưa ạ? Đơn đang đẩy lên liên tục cho nên là chúng mình comment giúp em cứ 2 bộ kèm số điện thoại là bên em lên đơn cho các chị đẹp chúng mình luôn được chưa? 2 bộ là họa tiết bên em auto chọn, các chị không được chọn họa tiết giúp em nhá. 99.000 một bộ, 2 bộ là bên em đi đơn được chưa? 2 bộ kèm số điện thoại giúp em. Em chốt đơn hàng cho chị Hạnh Phúc nhé, 2 bộ giúp em này. Chị Nhạn LA 2 bộ giúp em này. Chị Ánh Anina 2 bộ này. Ami Phạm 3 bộ giúp em này. Chị Ami Văn 3 bộ giúp em này. 4 bộ là mình được miễn phí vận chuyển nha các tình yêu nhá. 4 bộ này. Quỳnh Ami này là 2 bộ giúp em miễn phí vận chuyển nha các chị đẹp nha. An Ngọc Trần 2 bộ giúp em miễn phí vận chuyển. À, 3 bộ, 4 bộ bên em được miễn phí vận chuyển nhá. Còn 2 bộ là bên em đi đơn. Tối thiểu là bên em 2 bộ bên em đi đơn nha các chị đẹp nhá. 99.000 đồng một bộ. Và nhớ giúp em là phải để lại số điện thoại trên livestream và chia sẻ giúp em một lượt trên trang cá nhân và một lượt chia sẻ trên trang hội nhóm nha các chị đẹp nhá. Các chị nhìn giúp em thiết kế này, cổ của nó là cổ chữ V rất là kín đáo, áo là áo ba lỗ nhá, mặc rất là mát mùa hè này luôn. Đặc biệt là hai bên ống quần bên em có thiết kế túi cho các chị đẹp, túi hơi đổ xuống chút xíu nha các chị đẹp nhá. Thật sự luôn là em sale 250.000 còn like là 99.000 đồng một bộ. Là các chị đẹp ơi phải tranh thủ ngay tại cái livestream này và đặt hàng cho em đi, được chưa? Ngoài cái like này là mình sẽ không được mua cái giá này đâu, được chưa? Ngoài like là 250.000, riêng like là 99.000 đồng một bộ, cứ 2 bộ là bên em đi đơn. Phải kèm giúp em đúng số điện thoại là bên em mới đi đơn nha các chị đẹp nhá. Quần của bên em là quần cà thun, em đưa quần lại cho chị này.
Quần của bên em là quần cà thun đấy, kéo giãn rất là thoải mái luôn. 40 cân đến 70 cân em có size. Các chị đẹp không cần phải hỏi là em ơi chốt cho chị chưa, chốt cho em chưa đâu. Cứ lên giúp em số điện thoại tại line là bên em chốt đơn nha các chị đẹp nhá. Mẫu cầm giúp chị một màu nâu trà nhá. Em sẽ lên tiếp theo một màu nâu các chị đẹp ơi, không chọn màu giúp em nhá. Bên em lên đơn ngẫu nhiên thôi, cứ hai bộ bên em đi đơn 99.000 đồng một bộ. 4 bộ là bên em sẽ miễn phí vận chuyển cho các chị đẹp luôn. Chị đẹp Mi An 4 bộ ok tình yêu này. Chị đẹp gì đây? An Thiên 2 bộ ok tình yêu này. Em đọc tiếp nha các chị đẹp nhá. Chị Bảo An 2 bộ ok giúp em này. Nguyên An cho em 2 bộ ok tình yêu này. Đó các tình yêu ơi, lên đơn hàng thành công giúp em phải kèm số điện thoại nhá. 99.000 đồng một bộ thôi. Đó, phải chia sẻ cái livestream này giúp em thì bên em mới đi đơn được nhá. Nhớ là phải chia sẻ giúp em. 99.000 đồng một bộ. Chất liệu là chất vun luôn. Eo ơi, mẫu nhà em đến mẫu em bảo là chị ơi làm sao mà cái chất vải nó lại mềm mịn, nó co giãn và nó mát như thế này, cầm nó lạnh tay luôn. Các chị đẹp không hề bán hàng mỏng nha các chị đẹp nhá. 99.000 một bộ. Áo ba lỗ và quần ngố cực kỳ thoải mái. Mình đi chơi cũng được, mình đi chạy ra ngoài dạo phố hay là mình đi chợ cũng được. Mua tặng bà, tặng mẹ, tặng cô rất là ok luôn nha các chị đẹp nhá. 99.000 đồng một bộ. Lên đơn hàng thành công cho em từ 2 bộ. 2 bộ bên em đi đơn. Và nhớ là phải để lại số điện thoại tại cái livestream này giúp em. Không để lại số điện thoại bên em không thể chốt đơn được nha các chị đẹp nha. Rồi ok thì các tình yêu em đọc tiếp này. Ngân Angela 2 bộ ok tình yêu nhá. Anh Vân Nguyễn 2 bộ ok tình yêu này. Phạm Ngọc Anh 2 bộ ok tình yêu nhá. Rồi tình yêu Bùi Anh 3 bộ ok tình yêu này. 4 bộ bên em mới miễn phí vận chuyển cho các chị đẹp. 4 bộ mới được miễn phí vận chuyển. 2 bộ là bên em đi đơn. Các chị cứ comment là 2 bộ cộng số điện thoại. 2 bộ cộng số điện thoại là bên em lên đơn hàng thành công. Chia sẻ cho em một lượt trên trang cá nhân và chia sẻ cho em một lượt trên trang hội nhóm nha các chị nhá. Tăng tương tác với giúp em lên nào. Đó, mẫu nhà em là bạn ấy đang mặc size S. Được chưa? Các chị đẹp lưu ý giúp em này. Cái tầm tuổi trung niên nhiều khi kiểu bụng mình nó không được thon như cái độ trẻ ạ. Thì mình mặc cho em ví dụ những cái loại mà nó bom bụng như thế này, nó ống, nó rộng bụng như thế này thì là dù mình bụng có to hay là hông có to đấy thì cũng không thành vấn đề luôn nha các chị đẹp nhá. Rất là thoải mái luôn đấy. Mẫu nhà em là các bạn ơi, các bạn ấy người rất là đẹp, mặc lên thì nói chung là ok, nhưng mà các chị đẹp chúng mình là kể cả là bụng có hơi to hay là eo có hơi to hay đùi có hơi to, mình mặc những cái dáng này vẫn rất là ok, được chưa? Tại vì nó kín đáo lắm, nó không hề bị hở và đặc biệt là chất liệu rất phù hợp cho chúng mình mặc mùa hè năm nay luôn. 99.000 đồng một bộ. Em đi đơn cho chúng mình từ 2 bộ nha. Cứ 2 bộ kèm số điện thoại là bên em lên đơn. Lưu ý giúp em một chút là shop em đi đơn hàng từ Quảng Trị nha các chị yêu nha. Đơn hàng của bên em đi từ tỉnh Quảng Trị. Nếu như có những cái đơn hàng từ Hà Nội, từ Bắc Giang, Bắc Ninh chuyển đi đều là giả mạo. Tất cả các đơn hàng của bên em đều được gửi đi từ Quảng Trị nha các bác nhá. Gửi đi từ Quảng Trị. Đó, 99.000 đồng một bộ giúp em. 2 bộ là bên em đi đơn, 4 bộ là bên em miễn phí vận chuyển. Mẫu cầm giúp chị màu xanh nha các tình yêu nhá. Em sẽ lên cho các tình yêu một màu xanh nữa đây. Đó, cực kỳ xuất sắc. Đó, các tình yêu ơi, eo ơi, màu xanh lên cực kỳ đẹp. Mệnh thủy và màu xanh rất là đẹp luôn này. Lên giúp em 99.000, chất thun co giãn 4 chiều cho các chị đẹp luôn nhá. Mát mịn cho chúng mình luôn. Đó, mẫu em mặc lên như thế nào là tay cầm treo y như vậy. Hai bộ tương đồng chỉ khác màu. Lưu ý hai bộ giúp em bên em lên đơn không bao gồm họa tiết nha các chị đẹp nha. Bên em không được chọn họa tiết, được chưa các chị đẹp? Mà bên em sẽ chọn auto cứ hai bộ đi đơn, hai bộ đi đơn. Tại vì nó đều bao gồm những cái họa tiết ở trên hình em đăng like, được chưa? Em chỉ chọn auto để tránh tình trạng là các chị cứ thiên hết về một màu và những cái màu kia thì nó sẽ bị tồn. Thì em sẽ lên cho các chị 5 màu và các chị cứ chọn thoải mái giúp em. Hai bộ đi đơn nha các tình yêu nhá. Tình yêu Lan Anh 2 bộ ok tình yêu này, lên ngân hàng thành công kèm số điện thoại cho em nhá. Tình yêu Phạm Thị Vân Anh 2 bộ ok này. Trang Anh cho em 2 bộ ok tình yêu này. Lên ngân hàng phải kèm số điện thoại cho em nhá các tình yêu nhá. Lên là phải kèm số điện thoại. Đoàn Hoài Anh cho em 2 bộ ok tình yêu nhá. Nhớ là phải để lại số điện thoại giúp em đi. Bi Luxy 2 bộ này. Rồi Bi Nhím MT 4 bộ ok tình yêu này. 4 bộ là bên em sẽ miễn phí vận chuyển cho các tình yêu luôn, được chưa? 99.000 đồng một bộ. Không cần hỏi em là em ơi chốt cho chị chưa, em ơi chị đặt đơn từ nãy tới giờ không thấy em đọc tên. Vì sao ạ? Em đang livestream trực tiếp trên 4 máy, 4 fanpage, lượng comment đẩy lên quá tải. Mỗi nhà em đứng đây nó chỉ cười xinh thôi, nó không đọc tên hộ em. Một mình em đọc 4 máy em không thể nào em đọc nổi nha các chị đẹp nhá.
cứ lên đơn thành công giúp em là 2 bộ kèm số điện thoại không chọn họa tiết giúp em, 4 bộ là chị đẹp, các chị đẹp được miễn phí vận chuyển. Cho nên là nhiều khi á, thấy đẹp quá thôi mặc cả 4 bộ đi. Nhiều khi mình thay đổi, mình đi đâu mình thay đổi nha các chị đẹp nhá. Vì giá tại shop em vẫn để là 250, chỉ có riêng tại cái line này em tri ân cho các chị đẹp giá 99.000, quá là hời. So với chất lượng hàng của nhà em mà 99.000 một bộ này thì quá là hời luôn nha các chị đẹp nhá. Đó, lên đơn hàng thành công giúp em nha các chị đẹp nhá. 99.000 đồng một bộ này, 2 bộ là bên em đi đơn nhá. 2 bộ này, Bảo Trâm Huỳnh cho chị 2 bộ, ok tình yêu này. Lê Ngọc Trâm 2 bộ này, Trần Bắc 2 bộ đi đơn này, kèm số điện thoại giúp em nha các tình yêu ơi. 2 bộ bên em đi đơn, không kèm số điện thoại là bên em không chốt đơn được đâu các tình yêu ơi. Không kèm số điện thoại bên em không chốt đơn, không lựa chọn họa tiết giúp em nha. Hỏi mẫu nhà em mặc bộ này rất mát rồi, cho nên là mình mua được cái giá này rất là hời. Em nói thật, 250 em sale 99 là quá hời cho các chị đẹp rồi. Cho nên vui lòng giúp em không chọn họa tiết nha các chị đẹp nha. 99.000 đồng một bộ, 2 bộ bên em đi đơn và phải kèm số điện thoại nhá. Shop em tất cả các đơn hàng em gửi đi từ tỉnh Quảng Trị. Các tình yêu lưu ý giúp em là tránh các trường hợp ăn cắp đơn. Thì các tỉnh Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh hay là Hải Phòng hay là Hải Dương gì gì đó, các tình yêu hủy hết đơn hàng giúp em và chỉ nhận đơn hàng ở các tỉnh, ở tỉnh Quảng Trị đi thôi nhá các tình yêu nhá. 99.000 đồng một bộ, em đi đơn từ 2 bộ nha. Mẫu giúp chị lên màu vàng nó đi. Đó, màu vàng hoặc là màu hoa tulip kia nãy cầm chưa. Đó, rất nhiều khách đang lên đơn hàng rồi các chị đẹp ơi. Số đẩy lên liên tục dưới comment. Đó, cứ 2 họa tiết 2 bộ là bên em đi đơn rồi nha các tình yêu nhá. 2 bộ kèm số điện thoại là lên đơn. Đó, từ nãy tới giờ là cứ chị 2 bộ đi. Chị 2 bộ đi này. Tình yêu Si Phan 2 bộ này, Vũ Mi Cara 2 bộ, ok tình yêu này. Trang 2 bộ này, Nguyễn Thị Trang 3 bộ, ok tình yêu này. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em đi. Quỳnh Chi 2 bộ, ok tình yêu này. CBC 2 bộ, ok tình yêu này. Linh Kim cho em 2 bộ, ok tình yêu này. Phải kèm số điện thoại cho em các tình yêu ơi. Hàng hot, em sale cái giá quá là rẻ, được chưa? Ai mà đi mua được ở đâu cái bộ này với cái giá 99.000 thì em nói thật với các bác là đến đây em tặng cho các bác thêm một bộ nữa. Vì sao? Em like quá rẻ rồi, em like đến đâu mà bắn hàng hết đến đấy, em không cả còn hàng dư luôn nha các bác nha. 99.000 đồng một bộ, lên đơn hàng thành công giúp em, lên đơn hàng thành công giúp em theo cú pháp là đồ bộ cộng số điện thoại giúp em nha các bác nhá. Đồ bộ cộng số điện thoại, 2 bộ đi đơn, 4 bộ là được miễn toàn bộ phí vận chuyển rồi. Bây giờ mẫu nhà em sẽ thử lên cho các bác một tông màu khác. Mẫu lên giúp chị màu xanh nhá. Mẫu nhà em sẽ thử cho các bác một tông màu khác, các chị đẹp một tông màu khác. Đấy, các chị đẹp lưu ý giúp em là trong thời gian mẫu thử thì em vẫn chốt đơn bình thường cho các chị đẹp nhá. Em sẽ quay ra cho các chị đẹp xem chất liệu này. Đấy, 2 bộ là bên em đi đơn, 4 bộ là em miễn toàn bộ phí vận chuyển cho các chị đẹp, được chưa? Đơn hàng được đi từ tỉnh Quảng Trị, tất cả các đơn hàng từ tỉnh khác các chị đẹp hủy đơn cho em đi. Tại vì làm sao? Đúng hàng của shop gửi đi thì nó mới là hàng chuẩn và được bên em cam kết chất lượng, được chưa? Còn nếu mà từ các tỉnh khác đều là những cái hàng fake hoặc là người ta ăn cắp, ăn trộm đơn của bên em, người ta gửi đến cho các chị, thì có thể là những cái đơn hàng đấy nó bị ăn cắp đơn các thứ thì là rất là khó nữa các chị đẹp nhá. Cho nên là cứ đi đơn cho em. Đấy, các họa tiết em đang treo rất là xinh. Sale 99.000 một bộ thôi, họa tiết đồ thun lạnh mát cực kỳ luôn. Và em bao cho các bác được xem hàng, đồng kiểm hàng khi thanh toán, được chưa? Bao cho các bác xem hàng, đồng kiểm hàng khi thanh toán. Bây giờ mẫu nhà em sẽ lên màu xanh nhá. Các tình yêu ơi, không chọn màu giúp em luôn. Đấy, cứ lên đơn hàng thành công cho em, kèm số điện thoại, 2 bộ. Ê ôi, màu xanh lên đẹp thật sự luôn các bác ạ. Thật sự là quá đẹp, màu xanh lên quá là tôn da luôn nha. Đấy, cứ 2 bộ kèm số điện thoại cho em là bên em lên đơn hàng thành công. Và lưu ý giúp em là bên em không được chọn màu nha. Các tình yêu cứ chọn 2 bộ là nhân viên chốt đơn kèm luôn cho các tình yêu, được chưa? Chứ bên em không để cho các tình yêu chọn màu được. 2 bộ kèm số điện thoại, 2 bộ kèm số điện thoại là bên em đi đơn. Chất liệu co giãn mát lắm. Đây em cầm này, mua đúng giúp chị nhá. Này, eo ơi, đây giãn thật sự luôn và mềm mịn rất là mướt, cái chất vải cầm sướng tay luôn nha các tình yêu. 99.000 một bộ, em đi đơn cho các tình yêu từ 2 bộ nha các tình yêu nhá. Kèm giúp em số điện thoại đi các tình yêu ơi. Các cái đơn hàng không có số điện thoại em xin phép em hủy hết đơn, được chưa? Đấy, cái màu đỏ ban nãy mẫu nhà em đã lên rồi nha các bác nhá. Bây giờ em sẽ treo lại cái màu đỏ cho các bác xem. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Em nói thật, em bán mà một ngày em đi cả mấy nghìn hàng.
mà chưa bao giờ em nhận một lời nào chê từ các khách. Tất cả các khách của nhà em nhận hàng đều khen là vải rất là mềm mướt, vải quá là đẹp đi thôi, có 99.000 mà rẻ quá. Quay lại mua cả 4-5 bộ luôn đấy các bác ạ. 40 cân đến 70 cân em có size nhá chị Kim Bi nhá. 40 cân đến 70 cân em có size nhá chị Kim Bi nhá. Đấy, vì là em đang live trực tiếp trên 4 máy cơ, cho nên lượng comment đẩy lên quá tải. Cho nên các chị ơi, không cần hỏi em là đã chốt đơn cho chị chưa, hay là có tư vấn em ơi, tư vấn cho chị nào, được chưa? Đấy, không cần hỏi em như vậy nhá các tình yêu nhá. Cứ để lại giúp em đúng cú pháp, đúng số điện thoại, là 2 bộ cộng số điện thoại là bên em đi đơn nha các bác nhá. 2 bộ cộng số điện thoại là bên em đi đơn. Vì em đang live stream trực tiếp 4 máy, em không thể nào mà em đọc tên hết được nha các tình yêu nha. Phan Đình Trinh 2 bộ, ok tình yêu không chọn màu cho em nhá. Chia sẻ cho em một lượt trên trang cá nhân nào. Hà Trinh 2 bộ, ok tình yêu này, 4 bộ được miễn phí vận chuyển tình yêu. Trinh Chini ơi, 4 bộ ok tình yêu này. Đó, mua về tặng mẹ, tặng bà, tặng cô được các tình yêu ơi. 99.000 đồng một bộ cho em thôi. Phải kèm số điện thoại trên cái live stream này giúp em. Tắt cái live đi là bên em không tính đơn nữa các bác nhá. Chu Chu Nguyễn 2 bộ ok tình yêu này, Trung Đinh 2 bộ ok này, Phan Churi 2 bộ này, Chuyên Chuyên 4 bộ miễn phí vận chuyển cho tình yêu Chuyên Chuyên nhá. Rồi cái gì đây, tình yêu Quỳnh Châu 2 bộ này, em đã nhận được hàng rồi, rất đẹp lắm chị ơi. Rồi ok nhá, em cảm ơn tình yêu luôn này, cảm ơn tình yêu chút xíu luôn này. Đấy các tình yêu ơi, hàng của nhà em nhá, em nói thật với các bác này, chưa bao giờ mà em phải lo lắng về chất lượng. Vì sao bên em bán hàng quá rẻ đi, từ 250 tại shop mà em sale tại cái line này có 99.000. Nó rẻ quá đi trời không, được chưa? 99.000 giúp em lên đơn hàng thành công giúp em, phải kèm số điện thoại nhá. Không có số điện thoại bên em hủy hết các cái đơn hàng không có số điện thoại, được chưa? Chốt đơn là phải kèm đúng số điện thoại cho em. Không có số điện thoại bên em hủy đơn, bên em không chốt đơn, được chưa? 99.000 đồng một bộ. Em đi đơn cho các bác từ 2 bộ nha các bác nhá. Em đi đơn từ 2 bộ phải kèm số điện thoại. 4 bộ có được miễn phí vận chuyển không? Tất nhiên là 4 bộ sẽ được miễn phí vận chuyển rồi các tình yêu ơi. 4 bộ là bên em miễn phí vận chuyển nhá. Mẫu nhà em lên là màu xanh, mặc rất là mát. Đấy, cái quần này là các tình yêu nhá, lưu ý em thiết kế cái phần túi này này. Đó, cái túi này là túi hơi đổ. Đó, mình bỏ một chút đồ gì đó xinh xinh này, chạy ra chợ, chạy ra phố ok luôn, được chưa? Quần ngố nhá, cực kỳ thoải mái và kín đáo luôn. Áo ba lỗ và hơi bom ôm một chút ở dưới bụng này này, mặc cực kỳ thoải mái, nó sẽ che cho mình nào thì bụng to. Đấy, bụng to rồi eo bé, eo nhỏ là ok hết nhá. Đơn hàng bên em gửi đi từ tỉnh Quảng Trị nhá các tình yêu ơi. Đơn hàng gửi đi từ tỉnh Quảng Trị. Lưu ý giúp em tất cả các cái đơn hàng từ Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh đều là đơn hàng giả mạo. Chỉ đúng đơn hàng đi từ Quảng Trị, các tình yêu lấy đơn hàng đi giúp em nha các tình yêu nhá. 99.000 đồng một bộ. Em đi đơn từ 2 bộ. Và các tình yêu lưu ý giúp em, 4 bộ bên em sẽ miễn phí vận chuyển. Mẫu cầm giúp chị cái màu hoa tulip nhá. Rất nhiều các chị thích hoa luôn. Hoa tulip nhà em cũng rất là xinh luôn. 99.000 đồng một bộ giúp em nhá. Em bắt đầu đọc đơn lại các tình yêu ơi. Ánh Alina ok 2 bộ giúp em này các tình yêu ơi. Ami Văn 2 bộ cho em này, được chưa? Sam gì đây? Sam Bùi 4 bộ là miễn phí vận chuyển cho các tình yêu này. Nguyễn Ngọc Linh An ok 2 bộ cho em này, được chưa? LEV rồi này, 2 bộ này, bên em lên đơn nhá, phải kèm số điện thoại các chị đẹp ơi. Hồng gì đây, Hồng Baby ok 2 bộ tình yêu này. Ngân gì đây, Ngân Lan ok tình yêu 2 bộ này. Lưu ý giúp em là phải có số điện thoại bên em mới chốt đơn. Không có số điện thoại em hủy hết hơn đơn hàng, được chưa? Có số điện thoại và chia sẻ giúp em trên trang cá nhân và chia sẻ giúp em lên hội nhóm cái bài livestream này là bên em chốt đơn hàng nhá. Đơn hàng là bên em đẩy cái đơn lên liên tục, số điện thoại bên em đẩy lên liên tục, cho nên em không thể nào em đọc tên hết được các tình yêu nha. Đó, cho nên là cứ để lại số điện thoại giúp em là bên em lên đơn hàng thành công cho các tình yêu luôn, được chưa? 99.000 đồng một bộ. Em đi đơn từ 2 bộ phải kèm số điện thoại nha. Cứ là 2 bộ kèm số điện thoại là bên em lên đơn hàng thành công cho các chị đẹp luôn, được chưa? Màu đỏ cherry chọn màu đen đỏ nhá. Các tình yêu không chọn họa tiết giúp em, bên em sẽ chọn cho các tình yêu auto, tức là cứ 2 bộ là bên em đi đơn, 2 bộ là bên em đi đơn nha các bác nha. 4 bộ là miễn phí vận chuyển nha. Em cho chị giúp chị màu vàng lên và xích đỏ lên cùng một lúc nhá. Đấy, các tình yêu chiêm ngưỡng toàn bộ đi. Tất nhiên là 5 màu này em sẽ cho các tình yêu chọn trong 5 màu này luôn. Đấy, mẫu cầm trên này là cả 5 màu nên em sẽ cho các bác chọn cả 5 màu luôn, được chưa? Cứ 2 màu bên em đi đơn, 2 màu bên em đi đơn, 2 bộ là bên em đã xong đơn rồi nha.
99.000 một bộ giúp em nhá. Anh Thơ Trần 2 bộ này, ok tình yêu Trần Anh Trang 2 bộ này. Hoa Anh Túc có bộ, Hoa Anh Túc gì đây? 3 bộ đỏ một bộ vàng. Tình yêu ơi, 4 bộ là em miễn phí vận chuyển rồi, nhưng vấn đề là bên em không được chọn màu nha tình yêu nhá. 4 bộ bên em miễn phí vận chuyển rồi. Bên em không được chọn màu nữa đâu nha các tình yêu nha. Đó. Lên đơn hàng thành công giúp em phải kèm số điện thoại nha. Bạch Lan Đinh cho chị 4 bộ đi, hôm trước nhận rồi đẹp lắm đấy. Mua mấy bộ rồi giờ đặt thêm 4 bộ nữa chị yêu ạ. 99.000 đồng một bộ, đi đơn từ 2 bộ và 4 bộ là được miễn phí vận chuyển. Đơn hàng bên em đi từ tỉnh Quảng Trị, tất cả các đơn hàng từ tỉnh khác các tình yêu hủy hết đơn giúp em. Vì sao? Không phải hàng của bên em, các tình yêu sẽ không được cam kết chất lượng nha. Chất thun lạnh co giãn tuyệt đối, 40 cân đến 72 cân bao mặc vừa cho mình luôn. Hồng Bambi 2 bộ này, Bilavi 2 bộ ok tình yêu này, được chưa? Nhung Bon Bon cho em 2 bộ ok tình yêu này, Mơ Bùi 2 bộ này ok tình yêu này, Big gì đây? Big Chi 2 bộ ok tình yêu này, Bisan cho em 4 bộ miễn phí vận chuyển này. Các tình yêu ơi, nhanh tay comment giúp em là 2 bộ kèm số điện thoại là bên em lên đơn hàng thành công cho chúng mình luôn. 99.000 đồng một bộ giúp em và 4 bộ là bên em sẽ miễn phí vận chuyển cho các chị đẹp nhé, chị đẹp nhá. Nhớ là phải chia sẻ giúp em trên trang cá nhân hoặc chia sẻ trên trang hội nhóm giúp em nhé các chị đẹp.